Thưa bà con, chúng ta đã học đại khái về cái cấu trúc của danh và sắc. Danh và sắc thì cái sắc pháp thì gồm gọn, sắc pháp tức là toàn bộ cái vật chất ở trong và ngoài chúng sinh, thì gom gọn là thì nó là bốn đại cộng với cái 14 cái sắc pháp đi kèm, tức là 18. Còn sở dĩ mà kể 28 là kể thêm 10 cái bóng của 18 sắc kia. Chứ còn sắc chân đế đó, sắc bản chất ấy, thì vật chất mà cái phần bản chất bản thể là cái vật chất bản thể là chỉ có 14 thôi. 18 tức là bốn bốn đại cộng với 14 thứ nữa mình đã học rồi. Thì đó là về vật chất, tùy thuộc vào cái trình độ tâm linh, tùy thuộc vào cảnh giới tái sinh chủng loại và cái khuynh hướng tâm lý mà chúng sinh có đủ sắc pháp hay không, cái vật chất có đủ hay không. Đủ đây có nghĩa là cái hình hài của họ nó được cấu tạo bởi bao nhiêu thứ vật chất, và cái đời sống của họ phải lệ thuộc bao nhiêu thứ vật chất mới có thể tồn tại được. Bây giờ cái phần quan trọng nhất mà tôi muốn nói đây là chính là cái danh pháp, được là tinh thần ấy. Thì tinh thần ở đây mình thấy nó có cái hai cái công thức, có nghĩa là một một là cái là tâm ấy, tâm thức. Tâm thức chỉ có một, tâm thức cộng với 52 tâm sở. Tâm thức chỉ có một mà cộng 252 tâm sở, thì nó cộng cái một này nè mà nó cộng với 52 cái kia, nó phải biến bố ra thành 121 hoặc là 89. Cho nên các vị nhìn như bản đồ, các vị thấy rồi đó, nó hiện lên bên tay bản bản đồ Atigram này, bên tay trái nguyên một cái cột dọc bên tay trái nó là 121 âm. Mà 121 âm đó nó gọn là nó chỉ là một thôi, đó là tâm thức. Và cái tâm nó được gọi là tâm gì thì nó dựa vào ba cái điều kiện, ba cái khía cạnh. Một là cái tâm đó nó nương dựa vào căn nào trong các căn. Ví dụ như là cái tâm đó cái tâm thức đó nó dựa vào cái nhãn căn, tức là thần kinh thị giác, thì gọi là tâm nhận thức. Nó dựa vào thần kinh xúc giác thì mình gọi là tâm thân thức. Thì ngoài ra năm cái thứ tâm mà cái cảnh vật chất này, thì toàn bộ các cái tâm thức còn lại mà biết cái cảnh trung tượng ấy thì được gọi là ý thức. Chỉ vậy thôi. Thì toàn bộ đời sống tâm thức và tinh thần của chúng sinh ấy, thì nó gồm có hai cái công thức, nó nói gọn ấy nha, nói gọn cho người sơ cơ, nó gồm hai công thức, tức là thiện và ác. Thế là cái thiện ở đây nghĩa là tâm thức ở đây nó gồm có một là cái biết thôi chứ không có gì hết, nó cộng với 13 tâm sở trung tính cộng với 14 tâm sở tiêu cực, nó thành ra là tâm bất thiện. Rồi cái một đó, cái một tâm thức cộng với 13 cái trung tính mà nó cộng với 25 cái tích cực ấy, thì nó thành ra là tâm thiện. Thì cái buổi giảng chiều nay tôi đặc biệt nói về cái quan hệ giữa cái 14 và cái 25 đó trong cái đời sống cũng như trong cái cuộc tu của chúng ta. Thì trong cái tinh thần Atigram, trong giáo lý Atigram ấy, thì ngày nào mà chưa có chứng thánh thì chúng ta có đủ 14 cái tâm sở tiêu cực, mà trong đó có những cái tâm sở quan trọng, ví dụ như là vô minh nè, tham ái nè, tà kiến nè, đó là những tâm sở quan trọng. Tại sao gọi là quan trọng? Là bởi vì khi mà chứng thánh ấy thì đây là những cái phiền não mà được triệt tiêu. Một là một một triệt tiêu một phần hay là toàn phần. Ví dụ như mình chứng thánh, chứng tu đầu quần, cái tầng thánh thấp nhất ấy, là trong cái 14 đó là mình trừ cái tà kiến nè. Mà trong trong cái từ nhà Phật gọi là thanh kiến, có nghĩa là cái hiểu sai của mình về cái sự hiện hữu của bản thân, về năm uẩn, gọi là thành kiến. Rồi cái tiếp theo đó là cái tâm sở hoài nghi. Hoài nghi ở đây tức là hoài nghi trong những cái mà quan trọng, nó liên hệ cái hoài nghi mà có thể dẫn tới
tam nghiệp thiện ác để mà đầu tư tái sinh ấy. Ví dụ như mình biết mình được cấu tạo ra sao, bản chất của danh sắc thiện ác là thế nào đó, từ cái chỗ mà hoang mang nghi hoặc đó, nó mới dẫn đến cái chuyện là mình đầu tư thiện ác để tiếp tục sa đọa. Chứ cái hoài nghi đây nhớ nha, hoài nghi đây nó không phải là hoài nghi trong cái đời sống thường nhật. Ví dụ như mình đi trước ngã ba, mình đứng trước ngã ba, mình biết giờ quẹo phải quẹo trái đây, hoặc là bây giờ mình bị bệnh, mình cầm hai ba cái lọ thuốc, mình phân vân không biết nên uống loại nào, liều lượng ra sao, cái thành phần, cái chất liệu nào nó làm nên cái viên thuốc này, mình hoang mang mình không biết, thì cái đó không kể là hoài nghi trong phiền não nha. Cái đó là chỉ là thiếu tri văn thôi, không phải là si hoài nghi. Cái hoài nghi đây là những cái thắc mắc mà nó đủ để dẫn đến cái chuyện mà mình làm thiện làm ác ấy, thì cái đó mới gọi là si hoài nghi. Thì cái thành kiến và cái hoài nghi này nè, nó là hai cái thứ phiền não trong cái số 14 đó đó, trong số 14 đó, chính nó đó là cái mà vị sa đọa phải triệt tiêu, dứt trừ triệt để. Sau khi mà chấm dứt hai cái này rồi đó, thì vị đó không còn cái khả năng tái sinh quá 7 lần, không có, tự nhiên là phải phải kết thúc thôi. Hai cái phiền não rất là quan trọng, và khi hai phiền não đó mình đã biết mất thì nó kéo theo những phiền não khác cũng đi theo luôn. Thí dụ như là một cách căn bản mà nói thì vị sa đọa tu đầu quần ấy còn gọi là thất lai, nhập lưu, đó là những cái từ đồng nghĩa nha. Thất lai, nhập lưu, tu đầu quần, sa đọa, bốn bốn chữ là đồng nghĩa. Thì khi mà cái vị đó, cái vị về sa đọa này nè, mà trừ được cái thân kiến và nghi, thì vị đó cũng kéo theo đó là dứt luôn cái là bủn xỉn, bủn xỉn và ganh tị. Mà ganh tị ở đây là nó kéo theo cái gì, là ghen tu. Ganh tị trong tình cảm thì gọi là ghen tu, còn ngoài cái vụ tình cảm nam nữ ra thì nó nằm vô, nó lọt vô cái khung là ganh tị hết. Ganh tị có nghĩa là không có muốn người khác được gì, còn cái bủn xỉn là không muốn mình mất gì. Đấy. Thì khi mà cái vị sa đọa không còn cái thân kiến và nghi, thì vị đó cũng đương nhiên mặc nhiên là dứt hẳn luôn hai cái phiền não này. Rồi dứt luôn những phiền não khác, ví dụ như là ma da sa thầy giá, nghĩa là dấu lỗi và khoe khoang. Thì trong chú giải nói rất rõ dấu lỗi là sao. Dấu lỗi có nghĩa là cái bậy của mình nó có thiệt mà mình không muốn người khác biết. Rồi cái sa tây giá là cái đức độ mình không có mà mình lại mong người khác nghĩ mình là như vậy, có nghĩa là ma da sa tây giá. Thì tôi hoàn không có hai cái thứ này thì não này nữa, không có lòng giấu lỗi và cũng không có lòng khoác lác về thứ đức lành mà mình không có. Còn vào vua mình có cả hai, cái bậy thì mình có cái lòng giấu, cái tốt mà tốt chưa kịp có mình cũng khoe luôn, cái người này là nổ, là khoác, nó khoác đấy. Thì tổng cộng lại đó thì 14 cái phiền não này, thì trong đó có những phiền não gốc. Gốc cái này có nghĩa là gì, gốc này có nghĩa là chứng đạo là phải trừ liền. Chứng cái tầng thấp nhất là phải trừ liền, nó gọi là phiền não gốc. Còn mấy cái phiền não kia là phiền não ngọn, nghĩa là có cho vui vậy thôi, chỉ còn nó không có đủ sức để dẫn tới sa đọa nghe, có cho vui thôi chứ không đủ dẫn, đủ dẫn tới sa đọa. Rồi bây giờ tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói cái này, cái cấu tạo chuyện đầu tiên, cái cấu tạo nghe, cái cấu tạo cái bản chất của thiện nghe, của tâm ấy là gồm có thiện nghe. Còn cái cấu tạo của nó là gì, nó là cái sự kết hợp của các thần tố. Sự kết hợp của các thần tố, và tùy thuộc vào cái trình độ tâm linh của mình là phàm hay thánh, mà những thần tố ấy đó, nó khác giống khác là lại giống nhau. Như là cái vị thánh thấp nhất, cái thần thánh sơ quả đó, vị đó có cái trí tuệ thấy rõ bốn đế, dầu chỉ thấy chưa rốt ráo nhưng mà có thấy, thấy bằng cái sự thực chứng của mình chứ không phải thấy qua chữ nghĩa ngôn ngữ từ chương, không phải, mà thấy bằng cái trí tuệ tự thân, gọi là thể nghiệm và thân chứng. Thì với cái thấy đó đó thì vị đó đương tự nhiên là sẽ tránh đi những cái thứ phiền não còn có liên quan,
Còn hễ ngày nào mà mình chưa là thánh thì mình có đủ 14. Và chính từ cái 14 này nè, nó mới tạo ra các cái loại nghiệp, ví dụ như ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết la hán, hay là xâm hại thân thể của Đức Phật, hay là chia rẽ tăng, thì cũng là từ 14 này ra. Đâm heo thuốc chó hơn gọi là tối thầy gạt bạn không, buôn dân bán nước, bất cứ cái tội lỗi gì trên đời này thì cũng đều từ 14 này mà ra. Từ 14 cái này mà ra. Còn cái 25 ấy, cái 25 cái tâm sở tích cực ấy, thì nó bao gồm tất cả những cái đức lành, những công đức từ thập thiện cho tới 13 la mật, 37 bồ đề phần, trong đó gồm có bát chánh đạo, thức giác chi, ngũ căn ngũ lực, thì tất cả cũng nằm ở trong trong mấy chục tâm sở thôi. Có cái thì nằm trong cái nhóm 13, có cái thì nó nằm ở trong cái nhóm 25, nhưng mà căn bản hầu hết nó nằm ở nhóm 25. Chỉ có mấy cái đặc biệt như là tinh tấn nè, hay là định nè, thì mấy cái đó là nó, hoặc là tâm nè, là nó nằm ở bên nhóm 13. Còn đa phần còn lại nó nằm hết lên trong nhóm thiện. Cho nên đó là người nói là mình tu thập thiện, bố thí trì giới, tham thiện, thuyết pháp, nghe pháp, phục vụ cung kính, hồi hướng, cải tạo kiến thức gì đó, cải tạo nhận thức, thì tất cả cái đó cũng là nằm ở trong và 25. Rồi trong thập thập độ, tức là 13 la mật của vị Bồ Tát ấy, Phật đạo ấy, thì có bố thí trì giới, nhẫn nhục chân thật, trí tuệ gì đó, thì nó cũng nằm ở trong cái 25 này. Cho nên mình tu là cái gì? Mình tu là mình hoán đổi cái 14 thành 25. Xưa giờ đó là mình sống thường xuyên bằng cái sự tác động của 25. Ăn uống nói cười không? Đi đứng nằm ngồi là đều là 14 hết. Thì bây giờ mình biết đạo rồi đó, thì mình đổi cái 14 thành cái 25. Tức là cũng đi đứng nằm ngồi nói cười, nhưng mà bằng cái sự tác động của 25. Nói là gì nói bằng 25, im lặng của im lặng mà 25 là sao ta, ngồi thiền ý, chánh niệm ý. Chỉ bằng đọc quán cũng 25, rồi nói năng rồi hành động bằng thân nghiệp, hay là nói năng bằng ý nghiệp, thì đều phải là 25, thì gọi là tu là thế như vậy đó. Và tại sao mà các ngài phân tích rồi rộng ra 14 25 làm chi? Nó có nhiều lý do. Thứ nhất là phải chẻ ra như vậy đó, để cho mình thấy cái gọi là thiện ác, buồn vui, chúng sanh, người thú, chư thiên, phàm thánh, chỉ là một khối tổng hợp thôi, là một cái món đồ lắp ráp thôi, không có gì là một hết. Phải chia ra để mới thấy vậy. Thứ hai, phải chia ra như vậy đó mới thấy được, mới thấy được thế nào là cái sự khác biệt giữa các tầng thánh, tầng nào giải quyết cái thiền não nào, và cái thiện pháp ở mỗi tầng có khác nhau như thế nào. Ví dụ như vì cũng là thiện, nhưng mà cái thiện của cái vị tam quả, vị đó cũng có thể bố thí, cũng có thể trì giới, nghe pháp, nhưng mà cái thiện của vị đó không có thể dẫn đến chuyện tái sanh cõi dục này. Mặc dù trên hình thức thì nhìn đi chang à, cái vị tam quả nhìn đi chang như vị của đồ vờn và tứ đại hàm đi chang, cũng làm việc lành, cũng đi đứng nằm ngồi chánh niệm được liêm chiêm rồi, nhưng mà tất cả những hành lành như này làm nó không có khả năng dẫn đến cái chuyện mà quay lâu lui cõi dục. Nhớ không? Rồi những cái vị sơ quả, nhị quả đó, dầu có đắc cái gì thì đắc, đắc tới gọi là phi tưởng, phi tưởng nữa. Nhưng mà thể mà còn là sơ nhị thì có tu gì, thì tu không cách nào mà xâm về cái cõi ngũ tịnh cư được, thì cái cõi dành cho tam quả. Nhớ. Cho nên mình thấy phải chia ra mới thấy, thì ra là khi mà chưa chứng la hán thì cái bất thiện nó còn là bao nhiêu. Chứ mà nếu mình nói gọn, mình nói còn có tham sân si thì nó gọn quá. Phải chia nhỏ ra nữa, phải chia nhỏ ra mới thấy, cái này còn, cái này mất này. Rồi cái thiện cũng vậy, trong trường hợp nào cái thiện nó mang cái lý số, cái mật mã là A1, có trí tuệ đi kèm,
trường hợp nào nó mang bí số là A2 không có trí tuệ đi kèm, trường hợp nào có giới phần, trường hợp nào có vô lượng phần. À, cái này mình đâu có nói gọn được, phải chẻ ra, phải chẻ như vậy. Thứ nhất là phải chẻ ra để thấy mọi thứ là khối tổng hợp, cái thứ hai phải chẻ ra để mở ra cái cơ hội đề cập đến nhiều nhiều nhiều, nhiều vấn đề khác. Thứ ba phải chẻ ra như vậy đó thì mình mới đem cái kiến thức để ứng dụng trong cuộc tu nó dễ hơn, chứ còn phiền não mà chỉ nói là tham sân si đúng cái bậc đại trí thượng thừa đó thì đủ đủ rồi đó, vậy là nó phiền não tham sân si là đủ rồi. Nhưng mà đối với rất là nhiều người nói vậy là không có được. Thí dụ tôi chỉ kể các vị nghe một chuyện thôi, ngay cả bậc đại trí đó mà nhiều khi người ta cũng cần muốn được nói rõ. Như có một lần cái ngày ngày Anuruddha là đệ nhất thiên nhãn, ngày vào ngày gặp ngài Sa La Phất, ngài nói rằng tôn giả, tôi có thể nhìn thấy 1.000 vũ trụ nó rõ ràng như là tôi nhìn như lòng bàn tay của tôi vậy, nhưng mà với khả năng đó tôi vẫn chưa có chấm dứt hết phiền não. Thì ngài Sa La Phất ngài nói rằng hiền giả phải ghi nhận như sau. Khi mà cái trong cái câu nói của hiền giả đó, cả hai câu đó đều được tác động bởi hai đứa phiền não. Khi hiền giả nói rằng tôi có thể nhìn thấy 1.000 vũ trụ, thiên nhà đệ nhất thiên nhãn mà 1.000 vũ trụ, và cái việc biết vũ trụ là cái gì thì cũng biết khiếp, cái khoảng rộng nhất của vũ trụ mình là một vũ trụ thôi, một cái khoảng rộng nhất của nó là mấy trăm triệu năm ánh sáng, cái chỗ rộng nhất là mấy trăm triệu năm ánh sáng, tức là ánh sáng là nó đi với vận tốc là 300.000 km một giây. Như vậy thì 1 giờ đồng hồ ánh sáng nó đi được bao nhiêu, tức là mình lấy 1 giây đó nên là 60 giây đó, nó là 1 phút, vậy thì 60 phút là 1 giờ, mình lấy đó mình nhân lên khiếp, mà mấy trăm triệu năm ánh sáng, nếu mà mình di chuyển bằng cái tốc độ ánh sáng phải mất mấy trăm triệu năm ánh sáng mới đi được từ bên đây qua bên kia cái khoảng rộng của vũ trụ. Mà cái khả năng của ngài ngài Anuruddha, ngài thấy 1.000 cái như vậy, 1.000 cái như vậy. Đương nhiên nó vô số, đây mình chỉ nói riêng khả năng của ngài đó, 1.000 cái. Thì ngài Sa La Phất nói khi mà hiền giả nói như vậy về khả năng của mình ấy, hiền giả đang nói bằng tâm kiêu mạn, tại tâm tâm sở mạn ấy. Và khi mà hiền giả chốt là cái vế hai đó, tuy vậy tôi vẫn còn phiền não, thì lúc đó hiền giả nói bằng cái tâm sở hối 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 sân tật lệnh hối đó, trong 14 tâm sở đó. Khi mà nói rằng tôi có thể nhìn thấy, tôi có khả năng như vậy đó, giả nói bằng tâm sở mạng. Mà khi mà hiện giả nói rằng là tôi vẫn tuy vậy tôi vẫn chưa giết được thì nào đó, nói bằng tâm sở hối. Đương nhiên là trong trường hợp này thôi nha, chứ đừng có nghe mày ôm chặt cái bài kinh này là cái trường hợp nào cũng đem mà kinh này ra trích dẫn là kẹt lắm nha. Rồi thì mình thấy phải chia ra như vậy mới có thể soi rõ vấn đề dễ hơn, soi rõ vấn đề dễ hơn. Chứ còn ở trong kinh tạng ấy thì Đức Phật thiện ở nơi này chỉ nói có ba thôi, đó là vô tham vô sân và vô si. Còn ác thì ngài chỉ nói có ba thôi, đó là tham sân si. Có nhiều trường hợp thì nói gọn như vậy thôi, ác ba thiện ba. Rồi thì bữa nay tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng đó là chuyện đầu tiên mình học cái A Di Đàm á để thấy rằng mình chỉ là một khối tổng hợp của nhiều thành tố. Thứ hai, từng thành tố trong khối tổng hợp ấy do vô số duyên, vô số chứ không phải một, vô số duyên mà có. Này, nói gọn thì mình nói trong kinh kế 12, 24, 47, 52. Nhưng mà nói rộng là vô số, có nghĩa là không, nếu mà nhất là nói mặt tục đế thì vô số gì. Còn nói mặt chân đế mà nói rộng thì không có số nào mà tại được. Nhưng mà nói gọn thì mình thấy có mấy cái số đó thôi. Nên chỉ vô số đây là nói nghĩa đen chứ không nghĩa bóng, nghĩa đen thui á. Tức là chuyện đầu tiên ấy, là thân tâm của một chúng sinh và vô lượng vũ trụ, bất cứ cái gì trong đời này chỉ là những khối tổng hợp, một cái sự gọi là gắn kết kết nối của các thành tố
và từng thành tố trong đó có mặt được cũng là nhờ vô số duyên. Ví dụ như hôm nay tại sao mà mình có được cái bài giảng này, mình nói gọn thì nói gọn lắm, không? Mình nói gọn thì nói gọn lắm, mình nói gọn tại vì có người muốn nghe, có người muốn nói hết, đúng không? Đó là nói gọn ấy, chứ bây giờ nói rộng mà nói vô số nè. Tình hình chính trị Việt Nam có ổn không? Ổn. Việt Nam có đang bị chiến tranh không? Không. Việt Nam có đang bị đại dịch như mùa Covid không? Không. Tình trạng tài chính, tình trạng sức khỏe, tình trạng gia đình, tình trạng quan hệ xã hội, công ăn việc làm, hãng xưởng, công ty của quý vị có ok không? Có nghĩa là quý vị phải đang ở trong tình trạng tương đối ok hoặc là rất ok thì các vị mới có thể mà ngồi vô đây mà nghe chúng tôi nói chuyện. Chứ đừng có ngồi đó mà ngành nói đơn giản rồi thì ông muốn nói thì ông nói, tôi muốn nghe tôi nghe, hai cái muốn cái cộng lại ra buổi nói chuyện này sai. Nói vậy thì gọn quá, đâu phải lúc nào tôi muốn nói cũng nói được. Như ngày hôm qua, cái ngày hôm qua tôi muốn lắm chứ, muốn lắm, tôi nhớ lót chứ, nhưng tôi đâu có bầu được. Rồi từng người trong cái room này, đừng có tưởng là nhà mình có cái máy rồi mình muốn vô mình nghe được là nghe nó đúng, nó tùm lum chuyện hết, nhức răng chóng mặt, không nhức đầu tiêu chảy, đau lưng, buồn ngủ, buồn nôn, không? Con vợ chồng cha mẹ ông nội bà ngoại trong nhà mình đều có vấn đề, một tin nhắn, một cú phone, một email đủ để làm cho các vị rút lui không có nghe nữa. Nhớ nha, nhớ cái đó. Một tin nhắn thôi để cái beng mở đầu ra đọc rồi xong, không còn bụng dạ tâm trí nào ngồi nghe nữa nha. Một tin nhắn thôi à, mà cái người nhắn tin nó có thể là người thân, kẻ thù, nam nữ, bà con, bạn bè, job shop, đồng nghiệp, vân vân. Có nghĩa là cả cái vũ trụ này nó phải ok thì mình mới có thể ngồi nghe được. Chứ đừng có nói là tôi có máy rồi tôi muốn ngồi tôi nghe tôi tin gì nữa. Một chút xíu lý do thôi, tôi chắc xíu là nghe được. Đó. Cho nên chúng ta nói vô số là như vậy đó. Thì mình phải học, học kỹ để làm chi? Học kỹ để thấy rằng mọi thứ nó là một khối tổng hợp thôi. Cái gì cũng là một khối tổng hợp. Từ cái sợi tóc là cũng là một khối tổng hợp. Lá me cũng là một khối tổng hợp. Không. Mà tới lá bàng, lá chuối, lá sa-kê, thì cụ nó to như vậy cũng là một khối tổng hợp. Đấy. Một cái là một bậc là thánh nhân cũng là khối tổng hợp, mà một giây phút mình tu hay là một giây phút mình bất thiện cũng là một khối tổng hợp. Mình chỉ búng, mình chỉ tróc tróc tay cái vậy thôi, nhưng mà trong A Di Đà nó mình nói một tróc tay, một búng tay, một khẩy tay, thật ra đó là nó có rất là nhiều cái điều kiện nhân duyên để làm nên cái tróc tay đó. Chứ đâu phải là mình muốn là làm được một cái tóc nào mình nháy mắt, thấy là mình đó là một cái chuyện rất là nhẹ nhàng chớp nhoáng chóng vánh, nhưng mà không, mà phải có vô số điều kiện để mình có được cái nháy mắt chứ không phải vậy. Nụ cười hoặc là cái lắc đầu, cái xòe tay, vẫy tay, nắm tay, siết tay, tất cả mọi cái thao tác động tác lớn nhỏ có tên hoặc là vô danh, thảy đều cần đến vô số điều kiện. Cho nên mình phải thấy mọi thứ là một khối tổng hợp bởi vô số thành tố, và mỗi thành tố ấy lại được có mặt bằng vô số điều kiện. Nói như vậy mình mới thấy ra được nhiều cái điều đặc biệt. Mầu nhiệm ở đây là gì? Đặc biệt ở đây có nghĩa là nếu mà hành giả học giáo lý rồi mà lại chuyên tâm miên mật sống chánh niệm à, thì hành giả mới có cơ hội thấy được cái điều mà mình đã học. Chỉ cần học cho vui, cho thỏa mãn cái lý luận không? Xong rồi cứ đi tung tăng sống đời thế tục rồi thì còn khuya, mình mới có cơ hội mình hiểu được mấy cái này. Có sống chánh niệm thường trực liên tục miên mật chặt chẽ khích khao thiết tha thì mình mới có dịp mình thấy đúng cái thân này. Mình để yên đó, cái lắng là để ý đó. Nó thì kiểu ông Ganh Ca đó, thiền sư Ganh Ca là mình scan đó, mình quét cái dưới đất lên từ ở dưới cái gót chân mà lên cái đầu mình, nó đủ thứ đó, về cái xác của mình ấy, thân xác mình ấy, hình hài vật chất của mình ấy, hình hình hài sinh học ấy, từ cái gót mà lên cái đầu mình lên là đủ thứ vấn đề hết. Đó, quét tự nhiên quét lên, quét lên, quét lên, rồi nó mắt cá lên nữa, đầu gối lên nữa, đùi lên nữa, rúng bụng lên nữa, đó, đủ thứ chuyện hết ấy.
chứ đâu phải là mình cứ nghĩ là tôi hình hài của tôi, thân xác cơ thể của tôi, no, không có cái nào mà cái cơ thể này nó không có, cái trên đời nó không có cái gì gọi là cơ thể hình hài, nó là một khối tổng hợp của rất là nhiều thứ khác. Và từng thứ li ti, từng thành thứ thành tố trong đó nó là được tác động bởi vô số điều kiện trong và ngoài thân thể của. À, cho nó dễ chịu, khó chịu, nóng nực, tê mỏi, nhức buốt, đau đớn, mát mẻ, vân vân và vân vân. Đấy. Cái tâm mình cũng vậy, sống mình chánh niệm lắng là một chút mới thấy nó bồn chồn, nó xôn xao, nó bao nhiêu là cái vấn đề thiện ác đủ thứ, không phải ác thì dĩ nhiên nhiều hơn thiện. Bởi vì tôi nói hoài, tôi nói có bốn cái thứ tốc độ, năm thứ tốc độ, năm thứ tốc độ, thì mình coi mình sống nhiều với tốc độ nào. Một là từ cái ác này qua cái ác kia, tham này qua tham kia, từ sân này qua sân kia, từ tham chuyển qua sân, từ sân chuyển qua tham, từ tham chuyển qua si, si chuyển qua sân, sân chuyển qua tham, như vậy. Thì từ cái bất thiện này qua cái bất thiện kia là mình rất là nhanh. Nhưng mà cái tốc độ hai là từ thiện chuyển qua bất thiện cũng rất nhanh. À, từ ác qua ác thì nó nhanh, nó làm, nhưng mà từ thiện qua ác cũng rất nhanh. Tại vì cái khả năng của mình ấy, là cái gì chứ còn ba cái chuyện mà bậy bạ bất thiện hay bê bối đó là mình dễ lắm. Đang có tâm thiện mà muốn qua bất thiện rất nhanh. À, mình nó xài chỉ muốn thì quý vị cũng đồng ý, nhưng mà thật sự là rất nhanh. Ví dụ như mình đang nghe pháp, tâm mình đang vui thế này mà bị muốn chạy bực mình dễ lắm. Ai muốn làm cho mình sân dễ lắm, chỉ cần kêu mình cái là mình khó chịu liền. Một tiếng ồn hoặc một cái mùi gì đó nó thoáng qua là mình khó chịu liền liền, nó bất thiện não liền. Cho nên tốc độ một là từ ác qua ác, từ xấu qua xấu. Tốc độ hai là từ tâm thiện qua tâm bất thiện, cái này mình cũng rất nhanh. Nhưng mà tốc độ ba đó là từ tâm bất thiện mà qua tâm thiện rất khó, chứ đừng có nói mà nhanh hay chậm, mà phải nói là rất khó. Từ bất thiện mà chuyển qua thiện không phải dễ đâu. Các vị bữa nào thử đi, ai mà tự hào tự đắc nói mình học giáo lý nhiều, mình tu nhiều, mình hành giả hành thiện gì đó hơn, thì cứ tự coi cái bốn cái này, mấy mấy trong mấy cái này, cái nào của mình mạnh trong năm cái này nè. Không, rồi từ bất thiện chỉ mà bất thiện mình là gì, lúc lúc nào cũng quá nhanh rồi. Thứ hai, từ thiện chuyển qua ác rất nhanh, nhưng mà tới cái thứ ba mới khó nữa. Từ cái ác mà chuyển qua cái thiện đó, rất khó. Tại vì vấn đề đây là khó với dễ, chứ đừng có nói là nhanh với chậm nữa, rất khó. Và cái thứ tư là từ cái thiện chuyển qua thiện, nó lại gồm có hai nhánh. À, cái thiện của người tu và cái thiện của người không tu. Vậy cho nên nó thật là năm, còn nói gọn có bốn, nói cho đủ thì có năm. Thì thiện có hai nhánh, thiện của người có tu và thiện người không tu. Cái thiện của người không tu á, à, nó là cái thiện, một là thiện bản năng, à, thấy người sinh thì thấy thương thì cho, hoặc là thiện mà còn còn cầu cái quả hữu lậu, cái quả sinh tử nhân thiên, gọi là thiện của người không có tu. Còn cái thiện thứ hai là thiện của người có tu, là lúc nào cũng dốc lòng cầu giải thoát, chứng ngộ quả bồ đề, đó thiết tha, lúc nào cũng mong thiết tha chừng đó thôi, lúc nào cũng hiểu rằng mọi hiện hữu ở đời chỉ là khổ thôi. Có một điều, ai tu nhiều thì cái khổ đó nó màu xanh, màu tím. Còn ai không có tu làm toàn chỉ ác không thì khổ nó màu đen, màu xám. Ai mà có tu thì cái khổ đó mà nó đẹp, mà nó thơm, nếm vừa ngọt ngọt, béo béo. À, còn ai không có tu thì cái khổ nó màu xấu, mà cái vị cũng khó nếm, mà cái mùi cũng khó ngửi. Khổ hết, khổ hết, khổ hết. Nhưng mà cái khổ người này nó đẹp, nó thơm, nó ngon. Ví dụ như mình được mang thân người nè, tướng tá ngon lành nè, đầu óc minh mẫn thông minh nè, tài chánh ok nè, sức khỏe ngoại hình nè, sức khỏe ok, ngoại hình ok, tài chánh ok, đó ok, bốn cái ok, không? Rồi lớn lên có tình cảm ok, quyền lực ok, tiếng tâm ok, ảnh hưởng cũng ok, nguyên đóng ok. Nhưng mà nguyên cái đóng ok này là sao ta? Khổ. Khổ. Kiếm được khó, kiếm được rồi bị giữ được khó, mà giữ không được thì khổ, mà tận hưởng nó thì đọa. Khổ gì đó, khổ chỗ đó nha. Cái quả lành nó ác rồi đó, mình làm lành thì có phải có quả lành, nhưng mà cái quả lành nó có cái nó ác đó.
nói quả gì đi quả, nhưng mà mình cũng phải có ra sức. Vậy có đi hỏi mấy ông đại gia trong nước, có ông nào tự nhiên cái bà má bà sinh mình ra cái mình nằm thông vậy đó, tự nhiên tiền đổ vô mấy chục ngàn tỷ vậy, có không? Làm gì có, cũng phải này nọ vận động người mồ hôi đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ đâu phải tự nhiên mà kiếm được là khó, mà biết sự hỗ hỗ trợ của phước báo đó nha. Chứ đâu phải ai mà mình nỗ lực cũng cũng được được như ý đâu. No, mình có phước thì mình nỗ lực nó mới như ý. À, rồi là một, rồi có rồi giữ được vậy vậy, không phải gì có rồi đó, có rồi đó, có rồi đó, mà muốn giữ cũng phải vậy, mà giữ không được là khổ. À, giữ tìm là khổ, giữ là khổ, mà giữ không được à, tìm là khó rồi giữ cũng khó, mà giữ không được là khổ. À, mà hưởng thì là có tội. Cái khổ thì nó ví dụ như mình tận hưởng cái nhan sắc nè, quyền lực, tiếng tâm, tiền bạc, ngoại hình của mình, thử tận hưởng là coi như mình gieo cái nghiệp đọa rồi. Tận hưởng có nghĩa là tới ngày chỉ biết nhiêu đó thôi đó, thì gieo nghiệp đọa đại khổ vậy đó. À, cho nên tu hay là không tu đều là gieo nhân khổ, có điều cái khổ của người có tu ấy họ gieo bằng nhân nhân lành. À, còn cái khổ người không tu họ gieo bằng nhân nhân xấu, mà cái khổ mà nó được tạo bằng nhân xấu ấy thì cái màu thì xấu, mùi khó ngửi, vị khó nếm, sanh ra trời ơi cái gì đấy cũng tan thương, làm chó làm heo, làm người thì thôi bệnh hoạn nghèo khó, mặt mũi khó coi đủ thứ không. Còn mà người có tu thì họ vẫn gieo nhân khổ đó, nhưng mà họ gieo bằng cái nhân nhân thiện, cho nên cái khổ của họ nó thơm, nó đẹp, nó ngon. Nhưng mà đã là khổ thì sao, nuốt không vô. Nếu mà biết đạo, nếu mà có niềm tin, nếu mà tin Phật không tin thôi không, mà nắm tin Phật thì còn chỉ gì để nói, mà nếu mà tin Phật ấy thì phải nói là nuốt không vô, bao nhiêu cái vị ngon trên đời nuốt không vô. Vậy nãy tôi nói rồi, cái quả lầm này nó khổ, nó kẹt cái chỗ đó đó. Quả lầm thì là nó ngọt mà nó thơm đúng không, đẹp ngọt thơm rồi, đẹp ngon thơm, mà trong khi đó mà mình giữ được nó là khó, tìm được nó là khó, giữ không được là khổ, mà hưởng nó lại có tội. À, có quả lầm thì hưởng là gì, hưởng nghĩa là mình đó, mình cắm đầu trong cái mình có là hưởng nha. Thì phải học chi lý như vậy đó thì mình mới thấy tại sao mà Phật dạy cái thân này là khổ. Thì vì khổ nó có hai, khổ bản chất và khổ cảm giác. Cái khổ cảm giác là cái gì làm cho thân tâm mình khó chịu, nhưng còn cái khổ cảm giác là cái khổ bản chất là cái gì mà nó bất toàn bất trắc. À, nên là rõ ràng đó, cái quả lầm đó là bất toàn bất trắc, có nghĩa là nó là quả lầm đúng, nhưng mà hưởng được, hưởng là có tội. Bây giờ tưởng tượng bây giờ mình một tháng mình có được 10.000 tỷ, mà nếu đúng là mình là Phật tử hoặc là mình là nhà sư, mình có được 10.000 tỷ trong tay thì mình sẽ, nếu mà đúng là người tu thì làm gì với 10.000 tỷ này, này mình đâu dám dám xài. Để dám xài, mình đâu có dám ăn mặc rồi xe cộ mua sắm như cái người không tu, bởi vì mình cắm đầu vô trong đó là xong, khổ vậy đó. Thì quả lầm nó kẹt đó. Quả lầm là có để mà lấy nó làm điều kiện, làm phương tiện để mà tiếp tục tu tập, ok, lấy cái quả lầm để tiếp tục tạo nhân lành thì ok, nhưng mà tận hưởng quả lầm làm được. Bồ Tát Tất Đạt á, là năm 29 tuổi là quản hồn bỏ cung đi, ngài cai giết một thuyền viên năm 44 tuổi, đi hai anh em dắt nhau đi coi kịch. Tiếng Phạn gọi là cái đi samachit, cái đi samachit có nghĩa là cái lễ hội mình ta diễn kịch nhân năm mới, hoặc là mấy cái vụ mà mừng cái thu hoạch vụ mùa rồi đó, tổ chức thì mới có ca vũ nhạc kịch từ lâm. Thì hai huynh đệ đi coi, đi coi thì Bồ Tát Tất Đạt á thì hơi khác một chút. Bồ Tát Tất Đạt đi dạo bốn cửa thành, thấy người già, thấy người bệnh, thấy xác chết, thấy ông thầy tu về chán đi tu, rồi đã vậy trong lúc mà đang gọi là bần thần chán đời là đi ngang cái đi trong cung điện của ngài, mà ngài có quyền đi chứ, ngày lướt ngang cái là ngày nhìn thấy trời rồi, sau cái bữa tiệc mà mừng 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 ngày hoàng tử ra ra hầu ra đời đó,
trong cung yến tiệc rồi say sưa dè chén rồi, rồi ai thấy mấy bà mấy cô nằm rồi ngã ngớn mắt nết mở hang, thấy người dân ngày nhìn giống như cái bãi 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 chiến trường mà đầy xác chết vậy. Còn ngày sau mốt được phất một vườn liên thì hai anh em bạn chắc là bị cô cũng coi dự dự buổi buổi mà nhạc kịch đó, đó. Thì thấy sao người nãy xấu quá kìa, sao giờ lên đây phấn son rồi đẹp quá, rồi nãy người nếu mà rõ ràng là nam tự vô đây đánh nữ, rồi nhỏ nãy nữ sẽ vô đây thành nam rồi cái gì đâu mà thấy hồi thì con rồi thành cha, cha thành con, em thì thành chị, rồi cái chị rồi thành mẹ, đại khái là nó cứ tới lùng xùm bùng vậy đó à, nó đủ thứ giai, càng càng nhìn cái nó càng cứ kỳ, cái gì mà sao nó giống cuộc đời ở ngoài quá vậy ta, nói kịch chứ đâu phải kịch, cái này là đời, cái này là đời thật, cái này là đời thường chứ đâu phải kịch. Nghĩ vậy cái hai anh em nản quá bỏ nhà đi tu, mà trong kinh nói đó là hai vị đó là ở ngoài là đại gia, ngài sẽ lại phát, mỗi lần mà ngài đi đâu ấy là ngài có 500 chiếc xe ngựa, ngài sẽ lại phát ấy, 500 chiếc xe ngựa à, cái này mấy năm mà tôi coi báo tôi thấy cái đám ma của một ông đại ca xã hội đen bên Đài Loan ấy, mà coi như đám ma của ông đó, mà coi như là có mấy trăm chiếc xe là mình phải đỡ rồi, mà cả đời ông chỉ còn lần đám ma đó thôi, ông chết còn lần đó thôi không. Còn đây này ngài sẽ lại phát là mỗi lần mà gọi là rời dinh ấy, 500 chiếc xe ngựa, tức là trong đó chở gọi là kẻ hầu người hạ rồi vệ sĩ rồi thức ăn nước uống rồi hương liệu mỹ phẩm rồi đủ thứ rồi, cái phục vụ cho 500 người mà đấy, đi. Còn ngày một kiền liên là mỗi lần đi là 500 cái kiệu, ngày cũng khai xe ngựa mà thích kiệu đấy, 500 cái kiệu nó rình ra cái này giàu đến mức như vậy, giàu như vậy. À, người bỏ đi hết, bỏ đi, bỏ đi. Hai anh em mới dặn nhau, ai tìm được cái đạo giải thoát thì về nói lại cho người kia, mà lần nào cũng vậy hết, từ vô số kiếp xưa mà cho đến nay, lúc nào ngài sẽ có cũng là cái người người đi trước từ về kẻo áo sư đệ, cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nên có một đạo sĩ tên là Sarada cũng chứng tứ thiền ngũ thông ở trong rừng, có hàng ngàn đệ tử dạy thiền cho đệ tử trong rừng. Thì lúc đó có Đức Thế Tôn Anomanasi nghe xét thấy cái huệ căn của vị này thượng thừa, không phải là dạng thượng, cho nên ngài đi vào trong đó. Thì khi mà ngài Sarada thì nhìn thấy Đức Thế Tôn và nhìn thấy cái vị đệ nhất tinh văn mà ngồi bên cạnh, và nhìn tận mắt nhìn thấy tận tai nghe vị đó thuyết pháp, thì nghe cái ông đạo sĩ Sarada đuối rồi chịu không nổi, bao nhiêu mấy ngàn đệ tử ông đắc là hán hết, nhưng mà riêng ông thì không. Thật. Ông cứ nhìn cái vị đệ nhất tinh văn kia hoài, ông ước làm sao đó, cái người giống vậy ngồi bên cạnh đạo sư không? Mà thuyết pháp coi như ào ào như thác chảy, ngôn từ ý tưởng mênh mông biển trời dưới cái sự gọi là ấn khả của đạo sư cha lành của bà cội trong chuyện gian. Thì sau khi mà ngày cúng dường, ngày dùng thần thông người tạo ra đủ thứ để mà cúng dường cái Đức Phật Anomanasi là người nguyện, con mong chỉ một điều thôi là trong tương lai thành một con người giống như cái vị mà ngài thuyết pháp vậy. Thì chính Đức Phật nhìn nhận đó là con trai lớn của ta, trưởng tử của ta này, con trai lớn của ta, con trai tinh thần ấy, đệ nhất trí tuệ, là người mà gọi là pa quách tăng thâm ma chặt căn pa quách tỳ, có thể chuyển vận cái pháp luân mà ta đã gợi ý. Pa quách chi tăng là đã chuyển vận ấy, đã làm, tức là đây nó có gửi cần gợi ý thì bị gọi là pa quách tăng thâm ma chặt căn pa quách tỳ. Thì không có một cái vị nào mà được chư Phật khen như vậy, chỉ có vị đệ nhất trí tuệ thôi, có mỗi vị Phật có một một vị đệ tử lớn như vậy được khen một cách giống nhau, đó là vị ấy có thể gọi là chuyện gọi là chuyển bánh xe pháp luân mà ta đã vận chuyển, có nghĩa là ngài
có thể bằng một một pháp thoại mà Ngài triển khai thành ra là một cái hệ thống giáo lý là ngàn trùng, và Ngài tuyệt đối có thể là lọc giáo, nghĩa là bằng vào cái gì Ngài hiểu, Ngài thấy Ngài là thuyết riêng một cái bộ tam tạng y chang như là cái bộ tam tạng của Đức Phật, cái trí tuệ có thể làm được gì đó. Thì Ngài nguyện xong rồi Ngài mới Ngài ông Đạo sĩ Sarada đó là tiền thân Ngài sẽ là Phật, được Đức Phật tọa ký xong là 100 ngày, một A Tăng kỳ 5 ngày đại kiếp nữa thì ngươi sẽ là một cái vị đệ nhất tinh văn, đệ nhất trí tuệ tên là Sariputta của Thế Tôn Gautama. Thì sau đó tên là đạo sĩ Sarada mới về nhớ là người bạn cũ trước khi mình đi tu à, ông tên là Sripad á, thì mới tới mới đi quay về để kiếm ông bá hộ Sripad á, tôi mới vừa nguyện đệ nhất còn ghế trống, ông nguyện đi. Vị kia nghe như vậy thánh Phật về đây tăng đúng một tuần 7 ngày, và lần này Đức Thế Tôn Numanasi đem theo cái vị đệ nhị tinh văn tới cho vị này nhìn thấy, vị này thích quá, bởi vì đây là mỗi vị Phật vậy thì đệ tử nhiều lắm, đệ tử mà đệ tử chung chung là vô số, còn đệ tử mà đệ tử tiêu biểu thì có mấy chục, ví dụ như đệ nhất này đệ nhất kia. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, ngày vô số đệ tử, thì đệ tử tất cả tinh văn lớn của ngài, tinh văn lớn nha, tinh văn lớn của Hà Sa Bát, thì gồm chia thành 2 nhánh, một nhánh là chủ về định học, một vị nhánh chủ về tuệ học. Trong chú giải có kể cho mình nghe bao nhiêu mà mấy chục vị đứng giùm bên nhóm định, bao nhiêu nhóm thì đứng bên nhóm tuệ, và nếu mà phải chọn ra 3 vị tiêu biểu thì đời Phật nào cũng phải có 3 vị tiêu biểu cho tam học. Thì Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thì ngài cũng có 3 vị tiêu biểu, đó là ngài Ca Diếp là tiêu biểu cho giới học, chứ không phải Upali nha, Upali là luật, luật khác, và giới học khác, luật luật đó là một phần nhỏ của giới. Ngài Mahakaspa là đệ nhất Đầu Đà, là tiêu biểu cho giới giới học. Ở trong chú giải gọi là Tát Thí Gia Sa Bạt Khát, tức là đệ tam tinh thần viên mỗi vị giáo pháp, Tát Thí Gia Sa Bạt Khát tiêu biểu cho giới học. Ngài Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông là tiêu biểu cho định học, và ngài Xá Lợi Phật là đệ nhất trí tuệ thì tiêu biểu cho tuệ học, nhớ không? Rồi. Để tôi đánh một vòng như là lạc đề để cho các vị thấy, sau khi mà ngài Xá Lợi Phật ngày 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 chia tay ngày ngày mượn mượn miệng liên rồi thì ngài mới về, ngài mới về một mình đi tìm đạo. Hai anh em dắt nhau đi tu nhưng mà thấy không xong, thấy anh thầy dõm với hai anh em mới thôi, ông này không xong thôi, giờ mình đi tiếp, ai mà tìm được đạo giải thoát nhớ kiếm người kia, có nghĩa là về gặp đã đi theo một ông thầy sanh giới giáp về lớp của ta rồi. Thấy không xong hai anh em mới đi lang thang tiếp, thì ngài sẽ phát kỳ gặp ngã sa chí chứng tu đạo, ngài mới trở về, ngài tìm được một người đi, ngài một người đi từ xa là ngài nhìn thấy cái sắc diện, ngài sẽ phát ngài biết có chuyện rồi, ngài nói là có phải là hiện hữu đã mà tìm được đạo giải thoát. Mình đọc cái đó mình thấy thấy đặc biệt, có nghĩa là khi mà người ta đã buông được cái thân kiến hoài nghi, người ta lạ lắm, lạ lắm, lạ lắm. Việt Nam mình có câu mà là gió xuân đầy mặt, gió xuân đầy mặt, khi mình có cái gì vui vui thì cái gió xuân đầy mặt này, mà đó là chuyện thế gian, chuyện rượu bu ấy, có chuyện vui vui về tình cảm, về tài chánh, về công việc, về xã hội là cái mặt mình là gió xuân đầy mặt. Còn cái này là người ta chứng đạo Bồ Đề đó, dù tu đủ vờ, mà khi ta buông được cái thân kiến và nghi, người ta đi giống như đi cách đi hỏng mặt đất, mình phải tin gì đó, phải tin gì đó, tôi tuyệt đối tin gì đó, cái thân kiến buông được nó rồi, con người ta an lạc lắm, không còn nghĩ rằng đây là tôi của tôi, trong tôi có danh sắc, trong danh sắc có tôi, trong năm quận có tôi, trong tôi có năm quận, năm quận là tôi là năm quận, buông mấy cái đó, buông 20 cái thân kiến, người nó nhẹ ghê lắm. Mà quý vị không hiểu tại sao nhẹ thì tôi chỉ gợi ý thôi, thì thấy nó nhẹ nè, khi mà má mình đi lạc, bà má đi lạc mà mình nghe có cái xác trôi sông của một cụ già là mình chết điếng, nhưng mà khi mình tận mắt mình nhìn thấy cái xác không phải má mình thì sao ta, nhẹ. Hoặc là mình là vua ghen mà mình nghe nói ông xã bà xã mình đang không đang cặp vai rồi, mình mới bèn hùng hục lao tới quán cà phê và thầy xác định được cái người đó không phải là ông xã bà xã của mình, hoặc
là họ đang ngồi với em ruột hoặc chị ruột của người ta. Khi mà xác định được, nghe nó nhẹ chứ lắm. Ở đây cũng vậy, cái việc tôi đồ quần mà xác định được thì ra cái cục này không phải là của mình phải là cái cục này, nhẹ nhẹ ghê, nhẹ lắm. Còn mình không có học đạo mà đã vậy, thiếu tri văn mà thiếu trí tư mới ghê chứ. Cái đầu không có xài để độ nóng thôi. Cho nên mình nghe nó thánh nhân an lạc mình không hình dung được, phải có trí tư, phải có tri văn. Mình cứ nghĩ một chuyện mình an lạc lắm, an lạc lắm. Chỉ cần biết cái này không phải là tôi không phải là cái này, trong cái này không có tôi, mà không có cái trong tôi, làm gì trong tôi có cái này. Đấy, nhớ không? Tôi đi một vòng giống như là đề đó, để chốt là cái gì, là để thấm thía được cái con đường giải thoát thì bắt buộc học vô lý. Mình chưa có đủ cái tâm mà để gọi là vô sư tự ngộ, mà mình cũng không đủ cái tâm mà gọi là nghe một câu mà thấy được đạo bồ đề vô thượng, mình chưa đủ được. Mình phải học như là một cái kho chứa, kho lớn kho nhỏ thì chưa biết, nhưng học như cái kho chứa ít ít cũng là nhỏ nhỏ cũng là cái tủ. Ở đây ai mà có nhà cửa, có kho, có tủ thì biết áo quần một tủ đó, lựa nó mới thoải mái. Vật dụng nó có một kho nó lựa mới thoải mái, không? Kiến thức cũng vậy, phải học giáo lý. Tôi không có nói bà con phải bỏ nhà, bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ chồng bỏ con bỏ cái để đi học đạo, tôi có nói nha, tôi có nói tùy duyên. Nhưng tôi không nói như vậy, tôi không kêu quý vị bỏ, nhưng tôi vẫn nói khẽ một điều: tận dụng mọi điều kiện như có thể, chứ đừng có ngồi đó mà nghĩ rằng tôi là cư sĩ, tôi có quyền dốt. Cái phần mà giáo lý nguyên tâm là để của tăng ni, người không có tóc, người ở chùa chiền tự viện. Còn tôi là có tóc, tôi có chồng có vợ có con có cái, tôi có quyền dốt giáo lý thì tôi nói thiệt. Nếu mà bà con nào mà nghĩ như vậy đó thì tôi xin chia buồn, bởi vì quý vị là người rất là không bình thường, có nghĩa là dưới mức trung bình. Bởi vì cái tăng ni hay là cư sĩ đó là một chuyện, nhưng mà cái chuyện đó là về mặt xã hội, về mặt là hình thức, về mặt là tổ chức, về mặt đoàn thể gì đó. Nhưng mà về mặt rốt ráo, trên mặt mà sinh tử thì tăng ni cư sĩ hễ còn phàm thì cái trách nhiệm đối với bản thân tuyệt đối giống nhau. Tôi nói thiệt chậm, tuyệt đối giống nhau. Trách nhiệm sinh tử, trách nhiệm đối với bản thân trong cái chuyện sinh tử, có nghĩa là sao? Mỗi ngày mình sống như thế nào, nói năng và tư duy, nói năng hành động tư duy như thế nào, tam nghiệp. Thì khi mà tắt thở sẽ cầm cái đó mà đi. Về cái khoản này nè, tăng ni cư sĩ nam nữ tuyệt đối giống nhau, chứ không thể nào mà nói rằng tôi có quyền tôi có cư sĩ. Đúng đúng, hôm nay quý vị không học nghe nói gì hết, nhưng mà tôi xin nói nhỏ thôi, quý vị có quyền không học, có quyền không tu, không có quyền tài kiến, đủ thứ quyền hết, cả gì tuyệt đối là đủ thứ quyền hết. Nhưng mà cái đó là trên lý thuyết, chứ trong thực tế cái trách nhiệm với bản thân trên cái đường sinh tử thì tăng ni và cư sĩ tuyệt đối giống nhau. Trong cái giờ hấp hối mình không có thể nào mình thương lượng, mình thỏa hiệp với một cái thế lực nào đó rằng là trong mấy chục năm qua tôi không có tu học tại vì tôi là cư sĩ. No. No. Không có một cái thế lực nào để mình thương lượng, mình hòa giải, năn nỉ. No. Cái gì nó rất là khoa học. Tức là một ngày mình mất bao nhiêu giờ để mình chạy bộ thì cơ thể mình nó sẽ nhờ vậy mà nó được khỏe hay là không khỏe, chứ không có một cái thế lực nào để mình thương lượng nó. Bây giờ tôi có cách nào tôi nằm yên mà tôi khỏe không? Không, nó rất là khoa học. Một ngày như vậy anh chạy bộ được bao nhiêu, mỗi ngày như vậy anh có ăn kiêng hay không, một ngày như vậy đời sống tinh thần và đời sống sinh hoạt của anh nó như thế nào, một ngày như vậy đó anh tiêu thụ bao nhiêu calo, một ngày như vậy anh gọi là cơ bắp anh nó được là vận động như thế nào. Còn đó mới là cái đó là vấn đề khoa học, thì tùy thuộc vào cái nền tảng đó mạnh khỏe hay anh bệnh. Ở đây không ai đến thương lượng hết, thì chuyện tu học đi chăng vậy. Không có ai để mình thương lượng hết, không có. Cho nên học giáo lý thì tại chiều nay tôi muốn nói cái gì, chiều nay tôi muốn quay là một chuyện để gì chuẩn bị bài cho tuần sau thôi. Có nghĩa là bà con phải học giáo lý, đặc biệt
là học Adidas đi. Cái đây là cái điều tôi không biết, tôi không nhớ là tôi đã có nói qua chưa. Cái Adidas nó đặc biệt cái này, Adidas nó riêng và giáo lý nói chung phải học để biết, và khi muốn biết đó là của mình hay không thì mình học xong nhiều khi mình không có nhớ, mình đầu lòng sẽ cái đầu mình là mình nhớ hết tất cả được, nhưng mà khi đụng chuyện nó bật ra à, lúc đó là cái đó là của mình đấy. Còn cái thứ mà trả bài cho thầy rồi ra mình đụng chuyện nó không có bung ra được, cái đó là nghĩa là mình đã trả lại cho thầy. Cho nên tôi phải nói rõ các kỳ đàm có cái điểm hay này, cứ học cho biết rồi mình quên nó đi. Nhưng mà trong thực tế hành trì tự nhiên mình là thầy cho mình, tự nhiên mình là bạn của mình, tự nhiên mình gỡ rối, mình tháo cỡ những cái nghi nan, những nghi hoặc của mình à, ở đâu ra là nhờ kiến thức mình học ấy. Còn bình thường mình là người rất là bình thường thì mình rất là bình thường, mình không nhớ gì hết, nhưng mà phải học học rồi quên nó đi, khi cần thì nó có. Chứ không phải nói như vậy rồi tôi bắt các vị suốt ngày giống như người mất trí EA 15, 18, 35, 41 luôn luôn, tuyệt đối không có kinh điển nào mà dạy thì không biết không. Cứ học cứ nhét vô mà tùy duyên, nhét vô cái gì, nhét vô bao nhiêu, cứ nhớ cái gì và bao nhiêu và cái gì và bao nhiêu, cứ nhét vô lắng nghe ghi chép thôi. Rồi có một ngày khi mình hữu sự ấy, mình bèn có cái xài. Vì và những cái đó là thầy của mình, là bạn của mình, chính Đức Phật trước khi Niết Bàn này cũng đã nói, giáo pháp của ta, giáo pháp và giới luật của ta là thầy của các ngươi. Ngài nói rồi, cái phải tôi nói nghe, ngài nói hơn vô nên mà ra thấp mua chú ý nó vô cho anh cho số vua mà chị về sắp này này, hiện pháp và luật nào mà ta đã thuyết giảng đã ban hành thì chính hiện pháp này số vua mà chị về sắp là thầy của các ngươi, sao khi ta không còn nữa mà mất chuyện gì đó, mất chuyện gì đó khi ta viên tịch, sao ta là đạo sư, là đạo sư cho các ngươi, khi mà ta không còn nữa, ta là khi mất à, cái đó là Phật đó. Chứ vì thời buổi này đó mình không thể nào mình biết mình là con chuột bạch, mình nhắm mắt mình giao cái mạng mình cho một sư phụ nào đó là ta chỉ đầu tiên là đã sai lệ Phật. Chính Đức Phật ngày không có chút của ký thác một ai là thế ngài hết, mà ngài giao hẳn cái này cho giáo pháp và giới luật à. Cho nên chuyện đầu tiên mình đã là thấy sai rồi. Thứ hai đó, bao nhiêu thầy bà đi nữa họ chỉ đáng là thầy của mình khi mà họ dựa trên nền tảng của tam tạng của giáo pháp, mà nếu mà họ phải dựa thì điều đó cũng có nghĩa là cái ông thầy tối cao vẫn phải là kinh điển. À, còn nếu mình quý ông thầy đó mà ông thầy nói sai kinh điển mà mình vẫn bái sư thì cái đó là xin chia buồn à. Còn nếu mà ông thầy nói đúng, nó đúng với kinh điển như vậy cũng có nghĩa là kinh điển tiếp tục là thầy của mình à, nhớ cái đó à. Và như tôi nói rất là nhiều lần à, thì tùy cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta đón nhận được bao nhiêu giáo pháp, rồi chúng ta gặm nhấm, chúng ta tiêu hóa được bao nhiêu, rồi cuối cùng là hành trì được bao nhiêu, đó là chuyện của chúng ta. Còn bao nhiêu thầy bạn họ chỉ là những cái địa chỉ tham khảo thôi nha, địa chỉ tham khảo à, quên nữa, sẵn ở đây chúng tôi cũng nói chuyện hơi lạc đề, là trong vòng một tháng nữa chúng ta sẽ có một cái cuốn sách gần 400 trang do chúng tôi sắp phát hành, nói là phải đi bán nhưng mà để cho bà con thấy rằng Calama mình vẫn tiếp tục, giữa bao nhiêu chuyến duyên mình vẫn hoạt động. Quyển sách đó nó có cái tựa đề là Sân Chùa Ngồi Gẫm, khoảng 400 trang. Đây là quyển sách tôi cho là kỳ lạ nhất từ đó đến giờ, tức là nó là sách tranh, tranh là tranh tranh thủy mặc ấy, tranh thiền ấy. Mình có mua bản quyền, mình có mua bản quyền đàng hoàng nha, thì mỗi trang như vậy mình có được những cái bài học vô lý nhỏ nhỏ vui vui. Tôi cho rằng rất là cần, hôm đó có cái bài là nó cực kỳ vô duyên thì bà khuyên nó nói thôi in Phật ngôn đi. Thì tôi này tôi nói thiệt, Phật ngôn thì bà con cứ mở kinh tạng ra có, chứ bây giờ tự nhiên cái lấy ra in khó quá không, bán cho ai không phải bán mà là đem đưa ai đem gì đọc, thì có sẵn tâm tạng sao tôi đọc, mắc gì phải in riêng ra. Còn cái Calama là đặc biệt,
Calama chúng tôi vẫn đang làm cho đến quyển năm nhận ngưng. Bây giờ chúng tôi đã có đủ rồi, đã có đủ người ta thảo rồi, thảo cho cuốn bốn rồi. À, mà hình như nó có tràn qua quyển năm nữa, có một phần cho quyển năm cuốn bốn là đủ rồi, nhưng có dư của quyển năm thì chỉ cần chỉnh sửa lại rồi là có quyển bốn. Phần đó chúng tôi không có bỏ. À, nhưng mà sắp tới chúng ta trong tháng, một tháng nữa, 30 ngày kể từ hôm nay thì chúng ta có thêm cuốn Săn Chuồn Ngồi Gẫm. À, thì trong đó có rất là nhiều vấn đề mà tôi nghĩ rằng đi toilet đem theo không thể. Chúc các bạn ngày vui.